bông nóng nhầm mà nơi nông phùm nóng đôi miền toàn miền chia nẹ của nơi đầm bàn ý chia nẹ đọc nẹ chia so mà nẹ tì bà miền ca chỉ rương ra ừ phơ khăn xa ấy nông khua xa khẻ của xa đánh cặp đánh ấy kia có phải lý kìm đại màu đọc sài bị phanh hà dương này đầm bàn phụ nhầm cứ ở toàn miền tập miền phương phởi vật nó ca ru nấu viên đại chết xuống lên ta dù dù ta có miền này khang dù phi nè của bạn nở cho máu nông chăm pi pi bọt buồn pi tập bốn đại cọt châu mà nâng nhóm bia bên dưới đó nó bị ắt đăng tha ở với chia chắp bắp ở với chia sạ cúng cứ nhóm ắt đăng nữa à nông thiệp trên nẹt đặc nuám nhóm ban ca nông ở vùng này pi du pi giờ từ ở vùng ba kha sơn la nông ca mưa đôi chị riêng dân đơm phơ hằng xa nè sự bắt tập hiệp đầy thi hay nâng riêng sự bắt thu một ba ban khi nhóm chết luôn khi nhóm toa nâng ác chết đăng nông ca kiên cơ bóng phá ôn để chia phô rộn nâng nông ban sầm rạch hành ca ruộng nâng nông xã công ban sầm rạch khi nhóm nâng cho tới đẹp tôn nâng chỉ mùi ở nhà thơ nằm bay chô ruộng khi nhóm dược lùi bì ở nhà thơ mà ban phơ phơ lưng cả lần nâng chăng vậy mình ông thà trẻ ông ai đẹp trong cà phê chôm rồi pi kro hoàn trải là sao tất chấm nón ban ông ai chiên đom ấy ta na bờ sân chia phải chôm phải trăm khai bia mà mến phải chôm ta khai đang dùng chôm pi sọc phía pi bơ hăng sa gender chẳng được này chia chớn vô đăng ban chớn cà phê bơ hăng sa nhập ban vô đăng hay là nghe pi hết ប្រុសស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺពុកម្ដាយធ្វើគំរូឲ្យកូនទាំងអស់មើលទាំងអស់កាលណាយើងខឹងប្តីប្រពន្ធគ្នាអញ្ចឹងខ្លាញ់តែខឹងអញ្ចឹងផ្សេងកូនមកសួរតិចតួចល្អអញ្ចឹងផ្សេងឲ្យកូនវាធ្វើឲ្យកូនភ័យខ្លាចអញ្ចឹងវាអត់សូវមានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនWe very satisfied with this community when we see that they can settle their issue by themselves. UPWD's role is just only facilitate them how to reach to the local authority and how to negotiate for social service. UPWD is happy to empower women like Mrs. Son.But we could not do without supporting from Global Fund for Women. This funding is enable UPWD to do three things. To organize community. Second is to empower women in community to use the leadership role. And third, to improve their living conditions.